Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại thì tôi đang ở cái màn hình giao dịch của tcbs.com.vn đấy ạ. Có rất nhiều các anh chị và các bạn đang phân vân về các cái loại phí giao dịch tại TCBS. Thì tôi tóm lược lại ba cái loại phí giao dịch chính của TCBS, đó chính là phí giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và quỹ. Thì đối với phí giao dịch cổ phiếu thì như thế nào? Anh chị có thể thấy đây là mức phí giao dịch cổ phiếu là 0.1% trên giá trị giao dịch đấy, và áp dụng cho tất cả kênh giao dịch. Và đối với khách hàng VIP iWeb Pro ấy, đó thì sẽ là 0.07% trên giá trị giao dịch. Thì thông thường những khách hàng thông thường chỉ là 0.1% trên giá trị giao dịch thôi. Tức là khi anh chị và các bạn mua hay anh chị và các bạn bán thì anh chị sẽ mất 0.1% trên giá trị giao dịch. Chính vì thế mà anh chị và các bạn cũng lưu ý là mình cũng giao dịch ở mức độ vừa phải. Nếu mình giao dịch nhiều thì mình mất độ mình mất phí cũng khá là nhiều. Tôi thì tôi thường khuyên khách hàng tích lũy tài sản, mua hàng tháng, mỗi tháng một lần, mua thêm vào thôi, chứ ít khi bán đi. Chính vì vậy mà nó sẽ hạn chế cái phí này cho nhà đầu tư. Đối với phí giao dịch trái phiếu thì sao? Đây là một cái bảng loại phí giao dịch trái phiếu. Thì nhà đầu tư sẽ mất cái phí giao dịch là 0.15% trên tổng giá trị giao dịch. Đấy. Tức là anh chị mua hay anh chị bán đều mất 0.15% trên cái giá trị giao dịch này. Đó. Còn phí giao dịch quỹ thì sao? Đây là một cái biểu phí giao dịch quỹ rất là rõ ràng. Phí quản lý là 1.2%. Và cái phí này họ đã tính vào NAV thì đã công bố rồi. Và cái phí phát hành thì là 0%. Chúng ta sẽ quan tâm rất là rõ về cái phí mua lại. Tức là sao? Tức là nếu mà anh chị muốn bán cái quỹ trước cái thời hạn. Đấy. Tôi ví dụ như là nếu anh chị giữ được từ 0 đến 6 tháng thì anh chị bán lại thì anh chị sẽ mất 1% đối với quỹ TCBF này. Nếu mà anh chị giữ từ 6 đến 9 tháng thì bán lại thì 0.75%. Nếu mà anh chị giữ trên 9 tháng đến 12 tháng thì là 0.5%. Và trên 12 tháng thì là 0%. Quỹ cổ phiếu thì như thế nào? Nó cũng tương tự như quỹ trái phiếu. Ở đây thì có cái quỹ FlexCap thì rất là hay, là không mất phí mua, không mất phí bán. Tức là anh chị có thể mua đi bán lại lúc nào cũng được. Đó thì đó là một cái ưu điểm của cái quỹ này. Thế thì so với trên thị trường thì các loại phí của TCBS có lẽ hiện tại tôi đánh giá là thấp nhất thị trường tại thời điểm hiện tại. Đó. Và anh chị có thể biết được đây mức phí giao dịch cổ phiếu là 0.1% thì có lẽ là không có một đơn vị nào thấp hơn cái 0.1% này cả. Đó. Thì anh chị và các bạn có thể tham khảo để mà biết được cái mức phí giao dịch. Vì sao mà TCBS lại có cái mức phí thấp như này? Bởi vì là TCBS họ không có nhân viên tư vấn đầu tư, không có nhân viên môi giới. Đó. Họ chỉ có các cố vấn mà đầu tư part time như kiểu tôi là cố vấn cho anh chị các bạn thôi. Đó, thì nó không phải mất các cái chi phí nuôi lương nhân viên, nó cũng khá là rẻ, rất nhiều. Thứ hai nữa là giao dịch toàn bộ nó online hết. Tức là từ khâu mở tài khoản đến cái khâu mà anh chị và các bạn tất toán cái cổ phiếu, cái trái phiếu hay cái quỹ, tức là bán đi đấy, thì đều là online hết. Nên nó khá là dễ dàng, là thuận tiện cho mọi người, nên phí nó khá là thấp. Tôi còn rất nhiều các cái video về đầu tư quỹ, đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu trên kênh Tiền Của Tôi Official. Anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi các cái video mới nhất anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.